Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 25 tháng 4, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Oppo FP1 Pro phiên bản đặc biệt chính là kết quả của sự hợp tác với nhà sản xuất Marvel và Oppo. Hàng năm thì thông thường chúng ta sẽ có một nhà sản xuất smartphone nào đó kết hợp với một tựa phim nổi tiếng nào đó để tung ra các sản phẩm đặc biệt. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có Galaxy S6 Edge, Batman, S7 Edge, Iron Man, OnePlus 5T Star Wars hay là OnePlus 6 Marvel Adventure Edition. Và vì là phiên bản độc quyền, thế nên Oppo F11 Pro phiên bản đặc biệt này sẽ chỉ có một màu duy nhất là xanh phối đỏ. Mặt lưng được làm bằng họa tiết các hoa văn nổi khối, tông màu xanh chủ đạo và logo của Avengers màu đỏ thì không thể không hợp hơn được nữa. Đặc biệt là với hiệu ứng Gradient kết hợp với lưới lục giác. Đi kèm theo đó thì chúng ta sẽ có một theme giao diện cho người dùng được thiết kế dành riêng cho bộ phim Avengers Endgame. Và hôm nay thì Oppo cũng đã chính thức tung ra Oppo F11 Pro Marvel's Avengers Limited Edition tại thị trường Malaysia. Dự kiến thì sang Malaysia thì Oppo F11 Pro Avengers Edition này thì cũng sẽ được tung lên kệ tại các thị trường khác như là Ấn Độ và Indonesia. Oppo F11 Pro Marvel's Avengers Limited Edition sẽ được tặng kèm chiếc case lấy cảm hứng từ Captain America với chiếc khiên mang tính biểu tượng. Và chiếc khiên này thì không chỉ để trang trí mà còn có thể dùng làm chân đỡ nữa. Và trong hộp thì chúng ta sẽ có logo của Avengers được in nhiệt và bộ sưu tập huy hiệu dựa trên các thành viên chủ chốt của Avengers. Và tại Indonesia thì Oppo F11 Pro Marvel Avengers Limited Edition phiên bản 6GB và 128GB sẽ được bán ra với mức giá tương đương là 8,7 triệu đồng. Chưa rõ ở Việt Nam khi mà về thì chúng ta sẽ có mức giá bao nhiêu. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết thì hôm trước thì Realme 3 vừa được ra mắt. Bên cạnh sản phẩm này thì Realme cũng đã ra mắt một chiếc điện thoại khác nữa, đó là Realme C2, được quảng cáo là một chiếc điện thoại giá cả phải chăng nhưng đi kèm với một số tính năng tầm trung có thể khuynh đảo thị trường giá rẻ này. Điều này có được là nhờ việc máy đi kèm với con chip Helio P22 12 nanomet và được bán với mức giá chỉ khoảng 85 USD, tức là khoảng 1,97 triệu đồng. Và chiếc điện thoại giá rẻ này của Realme đi kèm với màn hình 6,1 inch với độ phân giải là HD cùng với notch hình giọt nước. Bên cạnh con chip Helio P22 này thì máy còn đi kèm với tùy chọn bộ nhớ là 2GB RAM và 16GB ROM hoặc là 3GB RAM và 32GB ROM và có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một hệ thống máy ảnh kép 12 và 2 megapixel giống như chiếc Realme C1 năm 2019. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một camera selfie đơn với độ phân giải là 5 megapixel. Vì Realme C2 là một thiết bị năm 2019 cho nên không bất ngờ khi nó có được giao diện ColorOS 6.0 dựa trên nền tảng Android 9 Pie mới mẻ. Và nó cũng tích hợp tính năng Chrome Push và khả năng quay chuyển động chậm 80 khung hình trên giây ở chất lượng là 480. Và điện thoại của chúng ta sẽ có hai phiên bản màu sắc là Diamond Blue và Diamond Black. Và nó sẽ được lên kệ Flipkart vào ngày 15 tháng 5 tới với mức giá thấp hơn là 85 USD cho bản 2GB và 16GB. Trong khi bản 3GB và 32GB thì sẽ có giá là 2,67 triệu đồng. Các bạn thân mến, dòng điện thoại A của Oppo sẽ sớm có thêm một sản phẩm hàng đầu mới sẽ mang tên là Oppo A9. Thông tin rò rỉ về điện thoại cho thấy nó có thể được tiết lộ vào tuần tới cùng với mức giá là 1.700 nhân dân tệ, tương đương khoảng 5,8 triệu đồng. Oppo A9 có camera kép ở mặt sau với cảm biến chính là 48 MP, tương tự như máy ảnh trong Reno. Mặc dù vậy thì đây không phải là dạng camera selfie bật lên mà chỉ là dạng thông thường đặt bên trong notch hình giọt nước. Và điện thoại tích hợp dấu quét vân tay ở mặt sau. Thương hiệu Oppo được đặt theo chiều dọc phù hợp với ngôn ngữ thiết kế gần đây nhất của công ty. Pin trong điện thoại sẽ có dung lượng là 4020 mAh với chức năng sạc nhanh đó là VOOC 3.0 20W. Và điện thoại của chúng ta sẽ có 3 tùy chọn màu sắc bao gồm Ice Jet White, Mica Green và Florid Purple. Và Oppo A9 sẽ chỉ mang đến một cấu hình duy nhất đó là RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Chưa rõ về con chip xử lý nhưng dòng A thì thường có xu hướng là sử dụng những con chip tới từ MediaTek hoặc là một vài con chip Snapdragon giá rẻ. Và điện thoại sẽ được tiết lộ vào ngày 30 tháng 4 tới đây nếu những gì rò rỉ là chính xác nhé. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại phần bình luận phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.